Xin chào quý anh chị nhé, tôi là Tĩnh, tôi đang tá tại Mitsubishi sushi đường trên Sài Gòn. Ở đây là có hai con xe mới nhé, Xpander Premium màu đỏ anh chị. Thì nếu anh chị nào đang quan tâm tới màu đỏ của Xpander Premium mà muốn lấy ngay thì ghé qua bên em để xem xe nhé. Em có sẵn xe để giao liền cho anh chị. Màu đỏ nha, có sẵn xe, màu đỏ, màu bạc em có sẵn. Còn các cái màu khác thì anh chị đặt cọc cho em 30 triệu và khoảng 2 tuần sau là mình có thể nhận được xe. Đây là một cái xe mới nha, nhưng mà do là tụi em để trời mưa nè anh chị. Ở đây đường lộ đi ngang qua bụi bay rồi mưa xuống thì nhìn hơi bẩn thôi, nhưng mà đó xe mới 100%. Hiện tại là tháng 11 này á, khuyến mãi rất là tốt. Và chỉ có tháng này mới được khuyến mãi nhiều như vậy thôi. Sang tháng sau là tháng 12 thì anh chị sẽ không được khuyến mãi nhiều như vậy được nữa đâu anh chị. Bởi vì tháng sau thì nhà nước không còn ưu đãi 50% lệ phí trước bạ nữa. Thì các hãng xe lắp ráp trong nước khuyến mãi nó bị cắt bớt đi, thì những cái xe nhập khẩu như Xpander này cũng sẽ cắt bớt khuyến mãi. Đó là điều dĩ nhiên anh chị ha. Nếu anh chị theo dõi cái thị trường ô tô các năm thì anh chị sẽ hiểu được vấn đề này. Xe mới nha, không phải không có màn hình đâu, màn hình nằm đây nè. Tụi em chưa có lắp vào thôi anh chị, màn hình zin theo xe đấy. Nhưng mà về đây đại lý kiểm tra PDI rồi mới gắn vào cho khách hàng. Xe mới thì bọc ni lông anh chị thấy nè. Đấy. Hai chiếc giống nhau hết anh chị. Mấy cái xe này, chiếc này 9 cây số này, chiếc hồi nãy em mới coi là 13 cây số đấy. Con nào màn hình nó cũng sẽ lắp riêng tại đại lý hết nha anh chị. Nhưng mà đây là màn hình zin từ nhà máy đưa về đấy. Đó. Giấy tờ đầy đủ. Anh chị thấy bọc ni lông đầy hết nè. Anh chị quan tâm thì alo cho em nhé. Bên em hỗ trợ cho mình tỷ lệ vay lên tới 85%, biển số vàng vẫn vay được 85% nha. Đăng ký ráp, đăng ký hợp tác xã, gắn hộp đen, tất cả mọi thứ thì bên em hỗ trợ cho anh chị hết. Anh chị xem này, bọc ni lông hết. Bây giờ xe Xpander bán rất là chạy, cho nên là thời gian lưu kho nó không có nhiều anh chị. Gần như là xe về thì chuyển từ nhà máy về đại lý, rồi đại lý cũng tiến hành đăng ký đăng kiểm nhanh, tranh thủ để giao xe đến khách hàng chứ không có phải chờ đợi lâu. Cho nên là cái thời gian lưu kho nó không có lâu. Mấy cái xe này thật ra rất là mới, chỉ cần vệ sinh xong là nó mới lắm, nó không phải là như ngày xưa. Ngày xưa đôi khi là phải làm kho cả tháng trời hơn, còn bây giờ là về không kịp để mà bán nữa anh chị. Thì tháng này khuyến mãi mà rất là nhiều nha anh chị. Chi tiết thì anh chị thông cảm nha, em không thể nói được trên cái video này, tại vì nó sẽ liên quan tới chính sách, vi phạm chính sách đó. Cho nên em không công bố được, anh chị cứ gọi điện trực tiếp cho em nhé. Thì nhân viên bên em sẽ gọi điện tư vấn cặn kẽ cho mình, báo giá chi tiết, tính trả góp, tất cả mọi thứ, ưu đãi giảm tiền mặt như thế nào, khuyến mại phụ kiện, rồi khuyến mại bảo hiểm hết. Tất cả mọi thứ ưu đãi rất là nhiều nha anh chị. Cho nên là anh chị cứ gọi điện trực tiếp nhé, lúc đấy thì sẽ nhận được cái thông tin một cách chính xác và rõ ràng nhất. Các màu thì đồng giá như nhau thôi, nhưng mà nếu mà anh chị chọn màu đỏ thì em có sẵn giao liền, màu bạc em có sẵn giao liền, còn màu trắng, màu đen thì anh chị chờ giúp em tầm nửa tháng ha. Đặt cọc 30 triệu thôi, và tầm khoảng nửa tháng sau xe về thì anh chị mới đóng phần tiền tiếp theo. Đấy, hai chiếc màu đỏ này là tụi em đem về đây để kiểm tra kỹ thuật PDI, sau đó lắp phụ kiện, rồi cả số khung số máy đi đăng ký đăng kiểm cho khách hàng. Mấy xe này bán rồi, còn cái xe có sẵn là nằm bên kho đó. Anh chị ghé qua bên em, anh chị sẽ được dẫn qua kho xem xe, và xe bên em được lưu trong kho rất là cẩn thận anh chị, rất là đẹp và chỉnh chu lắm. Như là mưa là không thể nào vào được, chỉ có gió vào được thôi, nên là anh chị yên tâm về chất lượng xe nhé. Anh chị cần hỗ trợ lái thử thì cứ alo bên em nhé, bên em có sẵn xe lái thử cho mình, có Xpander Cross và Xpander Premium luôn. Rồi anh chị quan tâm thì alo cho em nhé, để bên em hỗ trợ cho mình. Cảm ơn anh chị rất nhiều ạ.